Trước đây tôi không hề sợ chó, gặp chó hoang trên đường còn thường trêu bọn nó. Cho đến ngày nọ trên đường đi học, tôi gặp một con chó nhỏ, kiểu chó nhỏ xíu không lớn nổi ấy. Tôi còn chưa kịp trêu nó, thì nó đã gầm gừ, sủa tôi vài tiếng. Ồ, ghê ha, dám sủa tao luôn, tao sủa lại thì đừng có mà chạy. Tôi chỉ dọa nó thế thôi, ai ngờ nó lại gây ra cho tôi một phen hoảng loạn. Ban đầu, tôi cứ đi, nó cứ sủa, rồi nó đuổi theo tôi, sủa inh ỏi không dứt. Tôi định quay lại đá nó một cú, cho nó biết tôi lợi hại thế nào. Không ngờ từ xa lại vang lên vài tiếng chó sủa khác. Ở quê lúc đó hầu như nhà nào cũng nuôi chó, chỉ cần một con sủa là cả làng chó đều nháo nhào lên, bắt đầu đồng loạt sủa theo, lũ chó hùa theo nhau, khiến con chó này càng sủa hăng hơn. Chẳng mấy chốc có thêm vài con chó khác chạy ra, cả bầy đồng loạt sủa vào tôi, trông chúng cứ như muốn xé xác tôi ra vậy. Đặc biệt là mấy con chó sói lớn, đứng lên còn cao hơn cả tôi, trông dữ tợn đến mức đáng sợ. Tôi bỏ chạy thục mạng, thấy thế lũ chó lại càng hưng phấn, càng lúc càng hăng, dí sát tôi không tha. Bầy chó bắt đầu đuổi theo phía sau tôi, cảm giác như tôi là con mồi bị chúng săn đuổi. Chẳng mấy chốc có đến 7-8 con lao ra rượt tôi. Trời ơi, tôi sợ đến nỗi tim như muốn nhảy ra ngoài. Tôi la hét kêu cứu hết sức mình. Đã làm gì đâu? Đã có ai làm gì đâu? Tao đã sủa chúng mày đâu? Tao đã làm gì đâu? Nghe tiếng sủa vang dội phía sau, tôi chỉ cảm thấy hoàn toàn bất lực, cảm giác bất lực đến mức không thể vùng vẫy. Tôi cảm thấy mình sắp bị chúng cắn chết đến nơi. May thay, lúc đó trường cũng gần ngay trước mắt. Tôi lập tức lao nhanh vào cổng trường, tim đập thình thịch, mãi sau mới dần bình tĩnh lại. Kể từ hôm đó, chuyện này đã trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý khó xóa nhòa. Tôi trở nên cực kỳ sợ chó, ngoại trừ chó nhà mình, những con chó to một chút là tôi đều sợ. Sợ từ tận sâu trong lòng, kể cả khi tôi đã lớn, vẫn không hết sợ. Nỗi sợ đó thật khó mà xua tan được. Hôm đó, tôi đi chơi về hơi muộn. Tôi đi ngang qua một khúc quệ trong hẻm, bất chợt thấy một con chó đen to đứng cạnh đống rác. Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy tim mình teo lại, đứng im không dám nhúc nhích, sợ nó lao vào cắn mình. Nếu nó là chó dại thì sao đỡ được. Tôi cũng không dám chạy, cứ đứng đối đầu với nó hồi lâu. Chân tôi tê cứng luôn, muốn khóc lắm luôn. Bỗng dưng, tôi nhớ lại lời bố dặn lần đó. Nếu bị chó dí, con đừng chạy, càng chạy nó càng đuổi, phải đứng lại tìm đồ để phòng thân. Nhìn vào nó với ánh mắt dữ dằn, tỏ ra khí thế áp đảo, để nó biết rằng mình không dễ bị bắt nạt. Tôi nhìn quanh một lượt, chẳng thấy có gì để làm vũ khí. Bất ngờ, tôi nằm xuống đất, tỏ vẻ dữ dằn hết sức có thể, gầm gừ như một con quái vật, cố gắng khiến con chó sợ hãi. Bỗng nhiên, có một ông cụ đi từ đối diện tới. Tôi vẫn chăm chăm nhìn con chó, không hề để ý đến ông cụ. Ông cụ tuổi đã cao, chắc chưa từng thấy ai kỳ lạ như tôi. Ông đứng ngây ra nhìn tôi, mặc tôi trườn tới lui trên đất, kêu gào đủ kiểu mà không động đậy. Có lẽ cuối cùng không nhịn được nữa, ông cụ bước tới hỏi: "Cháu trai, cháu đang làm cái gì thế?" Tôi sững lại, như thấy được cọng rơm cứu mạng. "Ông ơi, cháu sợ con chó đó." Tôi gần như nghẹn ngào nói. Ông cụ sững người, nhìn xung quanh một lượt. "Chó nào? Sao ông không thấy?" Chưa kịp trả lời, ông nhìn theo hướng tôi đang đối mặt, rồi bất ngờ tiến lại gần, đá vào con chó đen. Tôi suýt nữa đứng hình vì sợ. Ông bảo: "Đây là chó à? Đây chẳng phải là một túi rác sao?" "Túi rác nào cơ?" Tôi đờ đẫn nằm đó, không biết làm gì. Rõ ràng vừa rồi nhìn nó giống hệt con chó. Ông cụ đá một cái, con chó biến mất. Thì ra tôi đã như một tên hề, đấu với một túi rác suốt nãy giờ. "Cháu trai, ông khuyên cháu, mai cháu đi bệnh viện khám mắt đi. Khám mắt xong thì đến khoa thần kinh khám luôn. Mắt mũi kiểu gì vậy, còn chẳng bằng ông già này." Nói xong, ông cụ bỏ đi. Tôi nằm dưới đất, mặt đỏ bừng đến tận cổ. Ngượng chết đi được, người ta nói nghe lời thì mới tốt. Hôm sau, tôi cũng làm theo lời ông cụ, khám xong, hóa ra tôi cận hơn 200 độ, lại còn loạn thị. Bác sĩ bảo tôi nên ăn dầu gan cá cho bổ mắt. Còn về khoa thần kinh thì tôi không đi, tôi đảm bảo tinh thần mình hoàn toàn ổn. Tôi chỉ bị đẹp trai và hơi báo chút thôi chứ không có khùng.